Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Có rất nhiều yếu tố khiến chúng ta có thể bị thu hút bởi Adventure Time. Và tất nhiên nếu như nói đến lý do thì mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Nhưng mà tự chung lại chúng ta có thể nói rằng đó là sự thông minh của những nhà làm phim khi đã tạo nên series này. Nó tuyệt vời đến mức chúng ta có thể coi Adventure Time giống như một cuốn tiểu thuyết ở dạng hình ảnh vậy. Và cụ thể sức hấp dẫn của series này đến từ đâu? Hãy cùng tớ bắt đầu trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Tớ biết rằng trong khoảng thời gian 7 năm mà Adventure Time được công chiếu là một khoảng thời gian khá dài, đủ để cho chúng ta lớn lên về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Nói đến đây thì tớ cũng nghĩ rằng thời điểm mà các cậu bắt đầu xem Adventure Time có thể là hồi chúng ta còn bé xíu. Khi đó chúng ta chỉ đơn thuần mở phim lên xem vì nó được chiếu trên kênh CN, vì nó là phim hoạt hình mà chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng. Đa số chúng ta đều như vậy, đều chưa hiểu được sâu sắc bộ phim ở độ tuổi đó và đều nghĩ rằng mọi thứ trong phim chỉ đơn thuần là một sự pha trò hoặc những gì tươi vui hồn nhiên. Tất nhiên, độ tuổi cũng chỉ là một trong những yếu tố khiến cho người xem có một cảm nhận chưa đúng về phim. Thế nhưng một điều nữa mà tôi muốn nói ở đây còn là về nội dung và màu sắc của phim nữa. Không biết các cậu có còn nhớ về một bộ phim cũng gần tương tự về mặt hình ảnh như Adventure Time mà chúng tớ đã từng đề cập trong những video trước đó hay không? Đó chính là Summer Camp Island. Đồ họa của series này sở hữu nhiều nét tương đồng với Adventure Time như nét vẽ đơn giản, màu sắc tươi sáng làm cho chúng ta khi xem có một cảm giác rất thư thái. Đi cùng với đó là cốt truyện đơn giản mà đầy ngọt ngào. Summer Camp Island đem lại cho người xem một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết với một thế giới màu hồng. Các cậu đã từng nghe đến khái niệm tâm lý học về màu sắc trong phim hay chưa? Theo đó thì yếu tố màu sắc trong một bộ phim là rất quan trọng bởi nó thể hiện ý tưởng của bộ phim cũng như dẫn dắt cảm xúc của tác giả. Màu vàng rực rỡ mang lại cảm giác tươi vui. Màu xanh tạo sự tin tưởng, màu đỏ gợi cảm giác bạo lực, mạnh mẽ, quyết liệt, còn màu ngọc lam gợi cảm giác trầm lắng của nội tâm nhân vật. Bất cứ màu sắc nào các cậu nhìn thấy khi xem phim đều không phải là một sự xuất hiện ngẫu nhiên. Màu sắc khiến cho bộ phim tốt trở nên tuyệt vời. Màu sắc có rất nhiều công dụng, nhưng trong video này tớ sẽ chủ yếu nhấn mạnh vào công dụng điều khiển cảm xúc của người xem. Đúng vậy, nó hoàn toàn có thể điều khiển cảm xúc của người xem chúng ta. Theo trang Master Media, màu sắc sẽ đem lại cho người xem những cảm xúc khác nhau. Màu xanh dương mang đến cảm giác tin tưởng, êm dịu và xoa dịu nỗi buồn. Màu tím huyền bí, những điều dị thường và sự chết chóc. Màu xám thể hiện sự mệt mỏi, tiêu cực và nhàm chán. Hay màu cam mang đến cảm giác xưa cũ, thần thoại. Màu vàng mang đến cảm giác đa dạng, vừa diễn tả cảm giác tươi vui, hạnh phúc, thư thái. Đây còn vừa là màu sắc của ghen tuông và phản bội, thậm chí mang ý nghĩa phán xét và kết tội. Ví dụ như trong The Incredibles năm 2004, nơi làm việc của Mr. Incredible được thể hiện hoàn toàn bằng màu xám, cho thấy thái độ của nhân vật đối với công việc, nó hoàn toàn nhàm chán, và màu xám cũng truyền tải đến cho chúng ta thông điệp tương tự như vậy, đó là sự nhàm chán. Sang đến Adventure Time, xuyên suốt bộ phim là một bảng màu vô cùng tươi sáng, gồm mọi thể loại màu, nhưng chiếm đa số vẫn là những tông màu xám. Điều này tạo ra sự vui vẻ và thoải mái cho chúng ta khi xem, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc những người xem lần đầu. Những tông màu này khiến cho người xem cảm thấy an toàn và dần không cảm thấy sự gay cấn trong cốt truyện. Đúng như vậy, màu sắc như một thứ dẫn dắt cảm xúc của người xem khiến cho họ dần mất cảnh giác và rồi cũng sẽ là một cú lừa đến từ nhà sản xuất. Cú lừa mà tôi muốn nói đến ở đây chính là cốt truyện. Ở khoảng thời gian này của video, tôi sẽ muốn nói đến cốt truyện của phim từ phần 3 trở đi. Bởi tôi thấy bắt đầu từ phần này, phim mới bắt đầu lột tả những mảng tối của các nhân vật và phim mới bắt đầu có những chi tiết ẩn giấu trong các tập. Nhìn vào chuỗi miniseries về các nguyên tố trong phần 9, gần như toàn bộ series đó đều được bao phủ bởi một màu hồng và những gam màu không thể nào sáng hơn của các loại kẹo, một cảm giác thật ngọt ngào. Thế nhưng khi không xem kỹ phim thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được đó là một thảm họa nguyên tố, khi mà nguyên tố kẹo đang dần lan rộng và nó sẽ xâm chiếm xứ U, cũng như khiến người bị nhiễm kẹo như mất ý thức và trở thành một con người khác hoàn toàn. Họ cư xử rất khác và thậm chí có phần kỳ dị, cứ như có ai đang tẩy não họ vậy. Điều này khiến cho Finn và công chúa Bướu phải chạy trốn và tìm cách giải quyết trong lo sợ. Cũng là vấn đề về màu sắc, thì trong Adventure Time, hãy focus thật mạnh vào vương quốc kẹo, nơi luôn được bao phủ bởi một màu hồng ngọt ngào, cùng những người dân kẹo cũng mang những màu sắc sặc sỡ, đủ để chúng ta tưởng tượng ra những món bánh kẹo đầy đường và đầy phẩm màu rất hút mắt. Thế nhưng trong một video mà tớ đã từng phân tích về bubblegum, liệu màu hồng đó có đem lại cảm giác hạnh phúc thật sự hay chỉ đơn thuần là một sự đánh lừa? Người dân kẹo được tạo ra với hình tượng ngốc nghếch, ngờ nghịch cùng người quản cai là công chúa bubblegum màu hồng. Thế nhưng ẩn chứa sau cái màu sắc tươi sáng đó là một con người đầy tham vọng và toan tính. Không thể phủ nhận những việc tốt của cô ấy. Thế nhưng như những gì mà tớ đã từng phân tích ở video trước, thì tớ nghĩ các cậu cũng có thể hiểu được rằng màu sắc ở đây chỉ như một công cụ đánh lừa,
Chỉ những người dân kẹo cũng không thể biết được cuộc sống riêng tư của họ đang bị xâm phạm bởi công chúa. Và một điều nữa mà tớ cũng muốn nói, đó là Vương quốc màu hồng. Thế nhưng hẳn là chúng ta cũng đã biết lịch sử hình thành nên nó, cũng như những câu chuyện đau thương từng xảy ra ở đây. Hay một ví dụ khác mà tớ muốn nói đến là tập phim Kingsworm mà tớ cũng đã từng phân tích rất nhiều về tập phim này. Phim bị đẩy vào một giấc mơ đầy màu sắc, khung cảnh vẫn là buổi sáng cho đến khi Kingsworm lộ diện và thừa nhận đang bẫy Finn thì khung cảnh mới trở nên tối dần. Có lẽ đối với những đứa trẻ hoặc những người xem lần đầu sẽ không hiểu chuyện khi chỉ để ý đến màu sắc mà không liên kết chúng với những phần trước hoặc không hiểu rõ cốt truyện. Vẫn là về màu sắc của phim, khi kết hợp với cốt truyện thì tớ biết sẽ tạo ra sự đối lập và đây là một phương pháp kể chuyện vô cùng độc đáo. Phim không tuân theo khuôn mẫu nhưng cũng không hề rời rạc và nhàm chán bởi cốt truyện của phim được xây dựng rất thông minh. Phần intro tươi sáng, thế nhưng đâu ai nghĩ sự tươi sáng này sẽ còn mãi. Ngôi nhà trên cây xanh dờn, thế nhưng đâu ai nghĩ rằng đến tương lai liệu nó còn mãi xanh màu này. Một đồng cỏ xanh ngắt cùng bầu trời nhiều mây thơ mộng, Jack và Finn mang trên mình một tông màu sáng, con của Jack cũng vậy. Thế nhưng đâu ai nghĩ trong chính màu sắc đó, trong tập Ocarina lại là một câu chuyện cảm động về chiếc kèn Ocarina cũng như con trai Jack là người như thế nào và tính cách anh sẽ ra sao. Đó là sự đối lập đã giúp cho người xem có hứng thú hơn và chính nó cũng để lại ấn tượng sâu sắc nơi người xem. Một yếu tố gây đánh lừa nữa mà tớ cũng muốn nói đó là cốt truyện. Như tớ đã nói ở trên, theo cảm nhận của tớ từ phần 3 trở đi, cốt truyện mới dần có ý nghĩa hơn và cũng nhiều tình tiết gay cấn hơn. Theo như tớ thấy thì phần 1 và 2, cốt truyện chưa có chiều sâu và tính cách của Finn lúc đó cũng chưa trưởng thành về mặt cảm xúc như bây giờ. Lúc đó họ vẫn còn khá tương tự, vô lo, vô nghĩ, cùng với việc hai phần đầu tiên chủ yếu tập trung giới thiệu nhân vật, nên lúc đó xem khá hài hước. Chúng ta ít để tâm đến những yếu tố kỳ bí. Và tớ cũng phải thú nhận là khi xem tập ra mắt của Vương quốc lửa, tớ hoàn toàn không có cảm xúc muốn khám phá nơi đây là một nơi như thế nào. Bởi đa số các tập lúc đó chưa sâu sắc về nội dung, khiến tớ suy nghĩ khá đơn giản và cũng có thể nói là hơi bị xem thường về nội dung. Tớ sẽ lấy ví dụ cho cốt truyện đó chính là Marceline. Ngay từ đầu khi cô nàng này xuất hiện, tớ hoàn toàn không có sự cảnh giác nào cho sự xuất hiện của cô ấy, cũng như người bạn trai mà cô ấy nói miệng tới. Nếu theo dõi cô ấy ở hai phần đầu, hẳn ở thời điểm là trẻ con đó, tớ cũng chỉ nghĩ đơn thuần là cô ấy xuất hiện hết, mà không hề nghĩ đến việc nguồn gốc của cô nàng này là như thế nào. Mãi sau đến phần 3, những góc khuất cũng như những quá khứ của cô nàng này bắt đầu được hé lộ. Lúc này khi lớn hơn, tớ mới có ý thức về việc hiểu sâu hơn về bộ hoạt hình này. Nó không chỉ là những trong địch ngợm của Finn và Jack, mà còn là cả một bề dày lịch sử cùng các mốc thời gian rối như canh hẹ, cùng với những mặt tối của trái đất trong phim như The Lich, Gob, những câu chuyện cảm động như của Daddy và Magic Man, và to lớn hơn là chiến tranh nấm. Có ai có thể nghĩ rằng một bộ phim đầy màu sắc và tinh nghịch như vậy lại có thể đen tối và bi thương như thế hay không? Thế đấy, màu sắc cũng chỉ là một phần, nhân vật cũng chỉ là một phần. Chỉ có khi đi càng sâu vào những tập sau, chúng ta mới có thể có những sự vỡ òa của cảm xúc, là sự cảm thương cũng như thấu hiểu cho những nhân vật, cho những gì mà họ đã trải qua. Chúng ta đã hoàn toàn mất cảnh giác về điều này khi bắt đầu tiếp xúc với phim. Cũng không ai nghĩ Marceline là một cô gái đáng thương, không ai nghĩ bạn trai cũ của Marceline là một tên chết tiệt như thế, và hắn cũng đóng một vai trò chính trong tập Memory of a Memory. Thế nhưng qua đây, tớ cũng dành sự nể phục cho những người sáng tạo nên cốt truyện bởi tính liên kết chặt chẽ về thời gian cũng như mối liên hệ giữa các nhân vật trong từng thời điểm. Và đó là những gì mà chúng tớ muốn nói với các cậu về nghệ thuật làm phim của Adventure Time. Các cậu có cùng cảm giác khi xem phim giống như tớ hay không? Và có yêu thích những gì mà các nhà làm phim đã đem lại hay không? Hãy cho chúng tớ biết cảm nhận ở bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out.